Các bạn đang nghe truyện võng du chi mệnh luân chi chủ trên kênh TV Audio CV. Chương 1317, Đối chiến đường Thái Ngưng Triệu thiết tòa nhìn Giang Khải so tài với rất nhiều mỹ nữ ở trên sân, lắc đầu, nam nhân đều háo sắc, chỉ cần là nam nhân bình thường thì không có ngoại lệ, nhưng có, lúc ngoại lệ, đó là sau khi một nam nhân thật sự thích một nữ nhân, khi đó mỹ nữ xinh đẹp hơn nữa, ở trong mắt hắn cũng không bằng người trong lòng. Ngươi xem, lần này sắp xếp nhiều đại mỹ nữ như vậy, ánh mắt khải đội trong veo không có suy nghĩ dư thừa gì ngươi cho rằng hắn không có hứng thú với mỹ nữ sao sai hắn là người từng thầm mến hai mươi mấy nữ hài cách giải thích duy nhất là trong lòng hắn có người khác đường thái ngưng khẽ nhíu mày trước kia triệu thiết toàn có tiếng là playboy bản thân lại là nam nhân sự hiểu biết của hắn ta với chuyện nam nữ tương đương với cấp đại sư trong lòng có người khác triệu thiết toàn nhẹ gật đầu khi đó lão đại còn chưa mạnh như vậy hắn và thường tư diêu gặp nhau ở khu vực không biết lần đó thường tư diêu cứu lão đại một mạng duyên phận giữa bọn họ đã bắt đầu từ khi đó ai lão đại cũng là người trung tình một đêm tuyết sơn cuối cùng trong lòng không chứa nổi người khác dù đã trôi qua lâu như vậy xảy ra nhiều chuyện như vậy hắn cũng không thay đổi khi đó ta cũng có mặt lần đó lão đại cổng ta vượt cấp giết hai quỷ dị chức nghiệp giả khiến ta nhận định tên này là người mà ta muốn đi theo sau này chỉ tiếc không biết cuối cùng hai người bọn họ sẽ đi con đường nào. Đường Thái Ngưng si ngốc nhìn nam tử trên đài. Xung quanh hắn là mỹ nữ như mây nhưng hắn không hề lay động, chỉ chuyên tâm vào chiến đấu. Đã từng nghe câu chuyện của Triệu Thiết Toàn, đường Thái Ngưng đột nhiên phát hiện mình lại có chút hứng thú với nam nhân này. Mãi cho đến chạng vạn tối, đã tiến hành mấy trăm trận luận võ. Lời đánh giá của Giang Khải vẫn nói trúng tim đen khiến người ta nhận được ít lợi không nhỏ, không chỉ vạn hoa công hội, thành viên công hội khác, người mới nhao nhao ra sân. Các nàng nghe danh mà đến, trên lôi đài chân chính cảm nhận được loại cảm giác sinh tử một đường kia, có sự ảnh hưởng sâu xa với trận chiến sau này của các nàng. Cho dù là người không lên đài, cũng có thể thu hoạch được rất nhiều từ trong lời đánh giá của Giang Khải. Lúc sau đã không còn sớm, nhưng người trên quảng trường chỉ tăng không giảm, tất cả mọi người như đói như khác hấp thu kinh nghiệm mà Giang Khải chia sẻ. Lúc này, người luận võ đã không còn nhiều, lưu thái phượng đi đến trước mặt đường thái ngưng thái ngưng đến ngươi rồi đường thái ngưng gật đầu đi lên lôi đài lúc mọi người thấy siêu cấp mỹ nữ vừa lên sân ký hiệu tiểu đội chu tước nổi bật trước ngực khán đài hơi có vẻ mỏi mệt lập tức sôi trào là đường sư tỷ tiểu đội trưởng chu tước hạng hai chiến thần bản hoa hạ nàng cũng tới trước đó đã có người của chiến thần điện lên sân chỉ không ngờ đường thái ngưng cũng tới Nghe nói nàng luận võ với Long Tinh cũng không thật sự phân ra thắng bại, chỉ vì hạn chế thời gian luận võ, căn cứ vào biểu hiện luận võ để chia ra thứ tự. Tuy nói, ta cảm thấy thực lực của Đường Thái Ngưng không bằng Giang Khải, nhưng năng lực chiến đấu của Đường Thái Ngưng đã là cấp đỉnh phong, Giang Khải có thể chỉ điểm cho nàng, nếu là chỉ điểm cũng giống với quan hệ sư đồ, mới có thể được gọi là chỉ điểm, nếu thực lực tương đương chỉ có thể coi là luận bàn, học tập nhau. Đừng để ý những chi tiết này có thể thấy hai đại cao thủ đối chiến, đây cũng là cơ hội ngàn năm một thở. Mọi người nhao nhao nhìn chầm chầm lôi đài, muốn xem thử trận luận võ giữa đường Thái Ngưng và Giang Khải. Sau khi đường Thái Ngưng lên sân, đi đến đối diện Giang Khải. Giang Khải hơi ngạc nhiên, sao ngươi cũng đến, tham gia luận võ xem mắt của ngươi. Sao nào, không được sao, Giang Khải bất đắc dĩ lắc đầu, cười khổ nói, cuộc sống không dễ, kiếm ít tiền quá khó khăn. Đường Thái Ngưng từ tốn nói, Ta đứng bên dưới nhìn một lúc, không ngờ ngươi lại có nhiều sự kiến giải độc đáo với chiến đấu như vậy. Một ít kinh nghiệm mà thôi." Giang Khải nói ra. "Vậy thì tốt, vậy, ngươi có thể giúp ta xem một vài vấn đề của ta không?" Giang Khải nhíu mày, nhìn về phía Đường Thái Ngưng. "Ngươi nghiêm túc?" Đường Thái Ngưng gật đầu. "Nhóm ba người tất cả thầy của ta, ta học hỏi từ ngươi thì có gì kỳ quái đâu." Nói xong, Đường Thái Ngưng lại ôm quyền với Giang Khải. Đường Thái Ngưng võ đồ siêu phàm bát giai, chức nghiệp hiệp thánh, xin chỉ giáo. Chưa nói tới, luận bàn mà thôi, mời. Trước đó ta có một yêu cầu. Đường Thái Ngưng đột nhiên nói. Yêu cầu gì, xin nghiêm túc đối xử. Đường Thái Ngưng nghiêm túc nói. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của đường Thái Ngưng, Giang Khải suy nghĩ, gật đầu nói, như ngươi mong muốn. Hàng người quan chiến phía trước không khỏi lùi lại mấy chục bước, mọi người như tiên đoán được e rằng trận luận võ tiếp theo sẽ không đơn giản như vậy triệu thiết toàn ngạc nhiên nhìn hai người trên đài nói với lưu thái phượng a di đường thái ngưng đang muốn nghiêm túc sao ngươi từng thấy thực lực chân chính của nàng chưa lưu thái phượng lắc đầu sau khi nàng rời khỏi vạn hoa ta chưa từng thấy nàng ra tay nhưng cũng chính vì vậy mới càng không thể coi thường nàng đường đường có thể trở thành tiểu đội trưởng chu tước thực lực của nàng tuyệt đối không đơn giản như ngươi đã tưởng tượng ngươi không hiểu rõ thân phận của đường Thái Ngưng, nếu nàng dùng ra thiên phú mạnh nhất của nàng, nếu Giang Khải xử lý không ổn, thậm chí có khả năng sẽ lật xe, đường Thái Ngưng mạnh vậy sao? Triệu Thiết Toàn hỏi, không thể nào. Lưu Thái Phượng gật đầu, đừng coi thường chiến thần điện, tuy đường đường đã rời khỏi vạn hoa mấy năm nhưng ta xác định một chút, cho dù sau khi Giang Khải xuất hiện thì đường đường vẫn được chiến thần điện công nhận là thiên tài hàng đầu hoa hạ, lần này e rằng Giang Khải cũng không thể lấy được vinh dự, theo một tiếng chung reo trong trẻo, Trận luận võ của Giang Khải và Đường Thái Ngưng đã bắt đầu, dựng vật vô thanh. Tế vũ kiếm trong tay Đường Thái Ngưng vô cùng nhẹ nhàng nhưng động tác mây bay. Nước chảy, tiện tay mà phát, lại hình thành mấy chục đạo kiếm khí, lao tới từ các góc độ, Giang Khải nhanh chóng triển khai thân pháp chiến bác hoang, liên tục né tránh. Nhưng công kích của Đường Thái Ngưng nối liền không dứt, hơn nữa góc độ công kích cực kỳ xảo trá, mấu chốt nhất là tiết tấu công kích của nàng rất kỳ lạ. Giang Khải gặp được rất nhiều cường giả lúc giao thủ với bọn họ thì đối phương thường thích không cho Giang Khải bất kỳ cơ hội thở giúp gì liên tục tranh cướp công kích khiến Giang Khải đáp ứng không xuể thế nhưng công kích của Đường Thái Ngưng lại hoàn toàn khác với bọn họ tiết tấu công kích của nàng không nhanh không chậm hoàn toàn xen vào giữa nhanh và chậm lúc Đường Thái Ngưng công kích đến Giang Khải có thời gian né tránh nhưng thường vừa hay tránh đi một chiêu vừa tụ lực chuẩn bị phản công thì chưa tiếp theo lại im hơi lặng tiếng tấn công đến loại tiết tấu kỳ quái này tự nhiên mà thành vừa vặn rất nhỏ khiến Giang Khải vô cùng khó chịu. Nàng cho ta đủ thời gian né tránh, nhìn như để lại khe hở nhưng lại khiến ta không cách nào phát động công kích. Trong lòng Giang Khải cũng thấy ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên hắn thấy được loại kế hoạch này. Vì cái gọi là tìm đường sống trong chỗ chết, nhưng hết lần này đến lần khác đường Thái Ngưng không dồn Giang Khải vào chỗ chết. Giang Khải không cần được ăn cả ngã về không, làm ra hành động mạo hiểm, nhưng cùng lúc lại bị đối phương kiềm chế lại. Đây là nước ấm nấu ếch xanh, dáng vẻ của đường thái ngưng vô cùng trầm ổn ra tay ổn định di chuyển chuẩn xác nắm bắt cơ hội cũng không có kẻ hở vẫn kiềm chế lại tiết tấu của giang khải đây là cao thủ giang khải không thể không thừa nhận có lẽ đường thái ngưng không thích hợp đánh giấc bóp nhưng lại là đối thủ ít ỏi khiến mình thấy khó chịu như thế giang khải cũng nhận ra hắn nhất định phải nhảy ra khỏi tiết tấu công kích của đường thái ngưng truy mệnh giang khải khẽ quát một tiếng mấy chục bóng đen bắn ra trong nháy mắt Giang Khải ra tay, trong tay đường Thái Ngưng cũng bắn ra một viên bảo châu màu đỏ tươi, Phượng Minh, trong nháy mắt viên bảo châu ra tay, một tiếng chim hót cao vút truyền ra từ trong hạt châu kia, tuy tiếng kêu không lớn nhưng lại khiến Giang Khải cảm thấy mà nghĩ như bị đánh rách tả tơi. Trong nháy mắt đại não của Giang Khải bị công kích, truy mệnh đánh mất sự khống chế từ ý niệm của Giang Khải, trong nháy mắt mất đi động lực, bất lực rơi xuống từ giữa không trung. Phượng Minh còn đang kéo dài, có vẻ như là một loại kỹ năng sóng âm, cũng không phải công kích tinh thần chân chính thần uy quan hoàng không cách nào chống cự chỉ một lát sau hai lỗ tai của giang khải đã chảy ra máu tươi giang khải vừa né tránh nhượng vật vô thanh của đường thái ngưng trong đầu vừa nhanh chóng xoay chuyển phượng minh là công kích sóng âm mục tiêu công kích là hai lỗ tai của mình giang khải thật sự không có cách gì tốt để phòng ngự nhưng sau khi phượng minh kéo dài một thời gian ngắn mặc dù nói hai lỗ tai của mình như bị xé nứt nhưng đầu óc của mình cũng đã xoay chuyển bình thường nói cách khác vừa rồi truy mệnh mất khống chế là vì đại não bị hai lỗ tai chịu tổn thương quấy nhiễu nghiêm trọng nhưng trên thực tế phượng minh cũng không thể chân chính ngăn cản mình dùng ý niệm khống chế vũ khí nghĩ tới đây giang khải cưỡng ép tập trung tinh thần nhanh chóng sinh ra cảm ứng với truy mệnh cảm thấy nhưng giang khải còn chưa khống chế truy mệnh bay lên sau khi né tránh mấy kiếm của đường thái ngưng đối mặt với công kích kế tiếp giang khải đột nhiên thay đổi kế hoạch trực tiếp mở ra tầng sau cùng của chiến bát hoang vô cực thủ hộ. Đại địa phun trào, một đạo sóng khí mạnh mẽ đẩy xa kiếm khí xung quanh. Giang Khải đột nhiên thay đổi kế hoạch, đường Thái Ngưng vốn có thời gian phản ứng nhưng đúng lúc nàng chuẩn bị đối phó đột nhiên cảm thấy dưới chân có sự khác lạ, đại địa thần lệnh. Hắn phá Phượng Minh. Trong lòng đường Thái Ngưng hơi ngạc nhiên. Rõ ràng tên này đã phá sự quấy nhiễu của Phượng Minh, nhưng không khống chế truy mệnh tiếp tục công kích, vẫn giả vờ bị Phượng Minh áp chế, quả nhiên, giao thủ với tên giang khải này dù cẩn thận khắp nơi cũng rất dễ bị hắn lừa gạt đường thái ngưng cũng biết đại địa thần lệnh của giang khải thường là bắt đầu một loại liên chiêu một khi bị đại địa phun trào hoặc là đại địa thâm uyên khống chế lại tiếp theo giang khải có khả năng trực tiếp miễu sát mình nàng vội vàng từ bỏ công kích nhanh chóng lách mình tránh đi nhưng đúng lúc này giang khải đột nhiên ra kiếm một cái nguyệt hạ tiên tung kiếm vạch ra đồng thời ý niệm khống chế truy mệnh trực tiếp đánh rơi phượng minh bảo châu lưu thái phượng nhìn hai người luận võ không khỏi gật đầu than thở lợi hại nhanh như vậy đã phá được chiến thuật của đường đường triệu thiết toàn nhíu mày nói chiến thuật của đường đường rất lợi hại sao sao ta không nhìn ra lưu thái phượng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép lườm triệu thiết toàn một cái ngươi chỉ biết thô bạo thật ra vừa rồi giang khải đã rất nguy hiểm nhượng vật vô thanh là một loại thủ đoạn công tích rất đặc biệt nhìn phát ra kiếm khí không đếm hết nhưng kiếm khí của nhượng vật vô thanh có thể chuyển tiếp 8 phần 10 năng lượng của kiếm tiếp theo đến từ một kiếm trước, nói cách khác, những vật vô thanh tiêu hao rất nhỏ, đối với người ở cấp bậc của bọn họ gần như có thể bỏ qua. Cũng chính vì vậy, công kích của những vật vô thanh sẽ không quá nhanh chóng vì cần chuyển hóa năng lượng của một kiếm trước đó, nhưng đường đường lại có thể lợi dụng năng lực khống chế cơ hội chuẩn xác, khiến tiết tấu công kích của những vật vô thanh hoàn toàn áp chế hành động của Giang Khải. Phượng Minh Bảo Châu là bảo cụ công kích thông qua âm thanh rất hiếm có, rất ít người có thể chống đỡ được công kích của nó. Tuy nói lực công tiếp của Phượng Minh Bảo Châu chưa đạt được trình độ chắc chắn phải chết, nhưng lại có thể hữu hiệu quấy nhiễu những đạo cụ sử dụng có thể dùng ý niệm khống chế đó. Những vật vô thanh phối hợp với Phượng Minh Bảo Châu khiến người ta chạy không thoát, kiếm không phá, cao thủ so chiêu, người bị người ta nắm mũi dẫn đi, sớm muộn cũng thất bại, triệu thiết toàn trận to mắt, trong vài phút ngắn mũi vừa rồi trông như hai người chưa từng giao thủ kịch liệt, nhưng cũng đã giấu giếm sát cơ rồi, Giang Khải này thật sự quá mạnh, Lúc trước nếu hắn thoáng thể hiện ra chút dấu hiệu đã đột phá sự quấy nhiễu của Phượng Minh, đường đường có thể thay đổi tần suất của Phượng. Minh lại khiến hắn rơi vào khốn cảnh nhưng hết lần này đến lần khác hắn lại giả vờ không phá tình hình, cho đến khi ra tay đường đường phát hiện cũng đã không còn kịp nữa. Lưu Thái Phượng lắc đầu nói, trên mặt thiên phú chiến đấu, hắn thật sự có chỗ hơn người, hiện tại trận chiến đã tiến vào tiết tấu của Giang Khải, đến lượt Giang Khải khống chế tiết tấu, lấy lực công kích của hắn, vậy giai đoạn thứ nhất đường đường đã thua giai đoạn thứ nhất triệu thiết toàn nhíu mày nói vậy còn có giai đoạn thứ hai nhưng lưu thái phượng lại không tiếp tục nói hết mà là chuyên tâm nhìn lôi đài sau khi phá nhượng vật vô thanh và phượng minh giang khải đổi thủ làm công lập tức phát động tấn công mạnh mẽ với đường thái ngưng dù thân pháp của đường thái ngưng cũng tinh xảo thế nhưng năng lực điều khiển thời cơ của giang khải tuyệt đối không thấp hơn đường thái ngưng lại phối hợp với ưu thế thuộc tính của giang khải chẳng mấy chốc đã ngăn chặn đường thái ngưng giữa sân hai đầu địa diễm long thần lượng vòng phát động tấn công mạnh mẽ với đường thái ngưng lại phối hợp với công kích của truy mệnh chủ thần bài và công kích kiếm khí của giang khải đơn giản như là ác long cướp thức ăn khiến đường thái ngưng liên tục bại lui sau mấy lần công kích giang khải nhắm thẳng vào đường thái ngưng lui không thể lui vung ra một kiếm thiên la trảm yêu kiếm nếu là đối địch chân chính một kiếm này của giang khải có lẽ sẽ dùng kiếm động cửu thiên kết thúc đối thủ nhưng dù là thiên la trảm yêu kiếm nếu đường thái ngưng không có thủ đoạn tốt để đối phó e rằng cũng chắc chắn thất bại nhưng đúng vào lúc này đường thái ngưng đối mặt với kiếm khí đập vào mặt lại hoàn toàn từ bỏ phòng ngự giang khải vừa thấy trong lòng đã giật mình nữ nhân này điên rồi mặc dù là thiên la trảm yêu kiếm nhưng nếu không phòng ngự muốn mạng của nàng cũng dễ như trở bàn tay luận võ xe mắt luận bàn mà thôi dù đường thái ngưng nói muốn hắn nghiêm túc đối xử giang khải cũng không định thật sự giết nàng đường thái ngưng Giang Khải khẽ quát một tiếng, tránh ra, nhưng đã không còn kịp nữa, thiên la trảm yêu kiếm trực tiếp sượt qua thân thể đường Thái Ngưng. Không tốt. Giang Khải trợn to mắt. Dưới đài cũng là một mảnh xôn xao. Mọi người đều thấy cuối cùng là đường Thái Ngưng chủ động từ bỏ phòng ngự. Rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Một giây sau, đường Thái Ngưng hóa thành ánh sáng tản lên bầu trời. Chỉ là, những điểm sáng kia cũng không biết mất, hơn nữa đang ngưng tụ trên không. Giang Khải khiếp sợ nhìn tình cảnh này, đây là cảnh tượng này hơi giống với trạng thái giả chết lúc Giang Khải ở trong Hí Mệnh Chúng Sinh. Không phải chứ, còn có mạng thứ hai, trên bầu trời, ánh sáng hội tụ dần thể hiện ra một hư tượng thần điểu. Phượng Hoàng Giang Khải ngạc nhiên nhìn ảo ảnh ở trong không trung. Hí Mệnh Chúng Sinh của hắn nhiều nhất cũng là giả chết, sau khi sống lại vẫn là chính hắn, đồng thời thể lực hao hết, nhưng đường thái ngưng lại biến thành Phượng Hoàng, đều là khởi tử hoàng sinh, sự khác biệt sao lại lớn như vậy sau khi tất cả ánh sáng hội tụ lại, hư tượng Phượng Hoàng cũng đã vô cùng hoàn chỉnh, đột nhiên con Phượng Hoàng kia mở ra hai cánh, đuôi cảnh tung bay trong lửa mạnh, phát ra một tiếng Phượng kêu, cả người bột phát ra một ngọn lửa màu đỏ mạnh mẽ. Sau khi ánh sáng mạnh bột phát, một bóng người xuất hiện ở giữa không trung. Giang Khải khiếp sợ nhìn đường Thái Ngưng lúc này, mái tóc dài luôn buộc lại đã hoàn toàn tản ra, đồng thời biến thành mái tóc màu đỏ, trên người mặc một bộ váy giáp màu đỏ thắm, tế vũ kiếm trong tay bị một tầng ngọn lửa màu đen bao bọc cả người giống như nữ thần. Thư tượng Phượng Hoàng lại vẫn xuất hiện ở sau lưng nàng. Đường Thái Ngưng, lúc này Giang Khải bị đường Thái Ngưng làm cho ngạc nhiên, đây mới là thực lực chân chính của nàng sao, đường Thái Ngưng rơi xuống từ giữa không trung, một đôi tròng mắt màu đỏ nhìn Giang Khải. Giang Khải, ta đã sớm nói xin hãy nghiêm túc đối phó, đừng nương tay với ta, trận luận võ của chúng ta vừa bắt đầu, đây là thiên phú của ta niết bàn trọng sinh. Đường Thái Ngưng đơn giản giải thích một câu, một giây sau đã dết về phía Giang Khải. Sau khi đường Thái Ngưng tiến vào trạng thái niết bàn trọng sinh, thực lực tăng mạnh, thậm chí thuộc tính cơ sở còn cao hơn Giang Khải một chút. Chiến thuật của nàng cũng theo đó mà xảy ra sự thay đổi, so sánh với sự tinh tế tỉ mỉ trước đó lại hung mãnh lạ thường, đơn giản tưởng như hai người. Hư tượng Phượng Hoàng sau lưng nàng trực tiếp nhào về phía địa diễm Long Thần. Hai Long một Phượng chiến vào chung một chỗ, Lam Hỏa Hồng Hỏa va chạm vào nhau, ánh lửa bắn ra khắp nơi, hỏa vũ kiếm đường thái ngưng đâm một kiếm tới trong chốc lát chân khí nổ tung rất nhiều hỏa diễm sau lưng nàng hình thành mũi tên theo một kiếm này cùng bắn về phía giang khải giang khải nắm chặt trạm yêu kiếm một kiếm vung ra thiên la trạm yêu kiếm một kiếm này giang khải đã không để lại sức lực chân khí hùng hậu địa diễm mãnh liệt bổ sung công kích nguyên thần hai người lại giao thủ nhưng trình độ chiến đấu kịch liệt đã hoàn toàn không cùng một cấp bậc với trước đó từng đợt sóng khí mạnh mẽ lặp đi lặp lại bao phủ toàn trường tất cả mọi người dưới đài khiếp sợ nhìn trận chiến long phượng này trời à thì ra đường sư tỷ cũng mạnh như vậy chẳng trách là tiểu đội trưởng chu tước phượng hoàng sau lưng sư tỷ là xảy ra chuyện gì trong trận chiến của giang khải và người buông xuống trước đó sau lưng nữ nhân kia cũng từng xuất hiện hư tượng một nữ nhân chẳng lẽ là nguyên thần phượng hoàng không biết hiện tại ta cũng không biết giang khải và đường thái ngân ai mạnh hơn Trận kịch chiến của đôi bên ở giữa sân đã lâu, trong chốc lát khó phân thắng bại, nhưng vào lúc này Đường Thái Ngưng đột nhiên ra sức để lùi Giang Khải, sau khi tụ lực ngắn mũi, tế vũ kiếm trong tay đột nhiên vung ra một kiếm, Phượng Hoàng Vu Thiên Kiếm, Đường Thái Ngưng vung ra kiếm khí như một phượng hoàng nổi giận, cả người giấy lên lửa nóng hừng hực nhào về phía Giang Khải. Những nơi kiếm khí đi qua lập tức bị sóng khí đảo qua, mặt đất lôi đài mà vạn hoa công hội chuyên dùng để tỉ võ đặc biệt tuyển chọn gạch đá lại một đường sụp đổ, nát thành bụi phấn, trời à, là kiếm khí màu đỏ. Lưu Thái Phượng mở to hai mắt nhìn, kiếm khí màu đỏ, chân khí cấp 3, người có thể dùng ra trong toàn bộ hoa hạ, hiện tại Giang Khải chỉ biết một mình đường Thái Ngưng, hơn nữa trong một kiếm này không chỉ bổ sung chân khí cấp 3, còn có công kích nguyên thần mạnh mẽ. Lại nói, lần trước tranh tài đánh giết bót với tiểu đội Chu Tước, xác suất thành công trong công kích nguyên thần của đường Thái Ngưng chỉ có một phần mười, nhưng bây giờ nàng cũng có thể dùng ra công kích nguyên thần khủng bố như vậy ngộ tính của đường thái ngưng tuyệt đối không thấp hơn giang khải đối mặt với một kiếm mạnh mẽ như vậy đôi mắt giang khải trợn lên dù đường thái ngưng không nhắc nhở hắn phải đối phó cẩn thận nếu không muốn chết thì hắn cũng không dám sơ suất chút nào chân nguyên ngoại phóng hai tầng chân khí hộ thủ quanh một tiếng xuất hiện hai tay giang khải cầm thiên la trảm yêu kiếm giận quát một tiếng lấy công làm thủ cô chú nhắc trịch kiếm động cửu thiên hiệu quả nghịch thiên cải mệnh đã được phát động hai đạo kiếm khí đột nhiên xuất hiện, hợp hai là một, đón đỡ công tiếp của đường Thái Ngưng, tiếp bắn ra, một tím một đỏ, hai đạo kiếm khí như chia cắt thế giới thành hai nửa, một lát sau lại va chạm mạnh mẽ ở trong sân, quanh một tiếng, đinh tai nhức ốc, người cách kháng đài hơi gần một chút trực tiếp bị dư chấn vén bay ra ngoài, trong cơn gió mạnh, triệu thiết toàn hiếp mắt lại, vẫn nhìn chầm chầm hai người trên trận. Hai đạo kiếm khí chống đỡ trong sân một lát, vài giây sau kiếm khí màu tím chia cắt kiếm khí màu đỏ, xông về phía đường Thái Ngưng, đôi bên đều dùng ra một kích mạnh nhất giang khải lại nhỉnh hơn một chút đúng là một kiếm mạnh nhất kiếm động cửu thiên ngay cả trạng thái niết bàn của đường thái ngưng cũng không đỡ nổi kiếm động cửu thiên gào thét đến hư tượng phượng hoàng sau lưng đường thái ngưng đột nhiên khép hai cánh lại bảo vệ đường thái ngưng lúc kiếm khí đánh vào hư tượng phượng hoàng hư tượng phượng hoàng phát ra một tiếng rên rỉ hư tượng bị kiếm khí công kích lại bắt đầu tan rã đường thái ngưng trợn to mắt sao công kích nguyên thần của hắn lại mạnh như vậy tất nhiên đường thái ngưng không biết Lúc Giang Khải ở thú tổ chi đô ngoại trừ tăng cường độ chân khí lên cấp 2, cũng tăng lực lượng linh hồn lên trên diện rộng, vì hiện tại con đường tăng cường lực lượng linh hồn vẫn chưa biết, cho dù Đường Thái Ngưng có ngộ tính hơn người nhưng ngay cả lực lượng linh hồn vẫn chưa phải đối thủ của Giang Khải. Phượng Hoàng Vu Thiên Thu kiếm động cửu thiên, cũng có nguyên nhân rất lớn là vì công kích nguyên thần, Giang Khải áp chế Đường Thái Ngưng. Hư tượng Phượng Hoàng tan rã, nhìn dáng vẻ là không ngăn được thế công của kiếm động cửu thiên. Không tốt đường Thái Ngưng gặp nguy hiểm. Lưu Thái Phượng vội la lên. Đúng vào lúc này, một bóng dáng đột nhiên xuất hiện ở trước người đường Thái Ngưng. Người kia lạnh lùng nhìn Giang Khải, mặt không biểu cảm, u oán nói, Giang Khải, ta hận ngươi, quanh một tiếng. Người kia nói xong câu nói sau cùng trực tiếp bị kiếm động cửu thiên đánh cho không còn sót lại chút cặn gì. Không hề nghi ngờ, con pháo thí này cũng là khải vô địch. Khải vô địch chặn lực lượng nồng cốt của kiếm động cửu thiên, tuy hư tượng phượng hoàng của đường thái ngưng bị đánh tan nhưng còn có một đạo phòng tuyến cuối cùng chu tước chiến giáp chiến giáp phát ra khí thuẫn phòng ngự cường đại đỡ được dư lực sau khi kiếm động cửu thiên bộc phát nhưng do cách trung tâm vụ nổ quá gần cả người đường thái ngưng vẫn bị nổ bay ra ngoài giang khải trong trạng thái bất hủ chiến thần lên xuống mấy cái mỗi một lần nhảy lên chính là trăm mét trước khi đường thái ngưng rơi xuống đất đã một tay ôm nàng vào lòng nhìn đường thái ngưng hơi thở mong manh nhưng cuối cùng không có nguy hiểm đến tính mạng giang khải thở dài một hơi cũng may có khải vô địch nếu không e rằng đường thái ngưng sẽ bị mình lỡ tay đánh chết giang khải lấy ra một viên đan dược trị liệu cho đường thái ngưng ăn vào ngươi không có chuyện gì chứ đường thái ngưng hơi mở to mắt tóc của nàng cũng từ màu đỏ biến thành màu đen con mắt cũng khôi phục vẻ sáng ngời bình thường giang khải ngươi vẫn nương tay giang khải lắc đầu không ta đã dùng ra một kích mạnh nhất nếu không phải công kích nguyên thần của ta mạnh hơn ngươi, có lẽ người thua chính là ta. Ngươi rất mạnh, dù ta có một chút sơ sẩy cũng đã thua. Đường Thái Ngưng yếu ớt mỉm cười, đến bây giờ ngươi còn lừa ta, ta biết ngươi còn có một lá bài tẩy, tuy ta không hiểu rõ nguyên lý cụ thể nhưng chưa ép ra lá bài tẩy kia, nói rõ ngươi vẫn để lại chỗ trống. Trong lòng Giang Khải giật mình, chắc đường Thái Ngưng đang nói đến vòng quay vận mệnh. Nghĩ đến vòng quay vận mệnh, Giang Khải bất đắc dĩ mỉm cười, nói cho ngươi một bí mật lá bài tẩy kia của ta nói như thế nào đây không quá ổn định này 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 hai người các ngươi còn muốn ôm tới khi nào triệu thiết toàn đột nhiên chạy tới một câu nói khiến giang khải suýt thì trực tiếp buông tay đúng vậy hiện tại hắn còn ôm đường thái ngưng còn ở trước mặt mọi người ta ta không sao ngươi thả ta xuống đất đường thái ngưng đỏ mặt khẽ nói còn có cảm ơn sau cùng ngươi đã cứu ta cứu cái gì, ra tay cũng là hắn được không? Triệu thiết toàn không chút khách sáo nói, ôi chao, ngươi nhìn ngươi một chút xem, bên vạn hoa đã biến thành dáng vẻ gì rồi, một lần luận võ xe mắt suýt phá hỏng cả tổng bộ. Triệu thiết toàn đau lòng nói, lần này gì nhỏ thua thiệt lớn. Lưu Thái Phượng cũng đi tới, nàng thật sự không để ý đến việc vạn hoa công hội bị phá hỏng đến một mảnh hỗn độn, trên mặt nở nụ cười, chúc mừng. Giang Khải và Đường Thái Ngưng đều tỏ ra ngạc nhiên có gì tốt mà chúc mừng lưu thái phượng nâng cổ tay trái lên lộ ra chiếc đồng hồ kiểu mới nhất của nàng đồng hồ loại truy nguyệt cười khanh khách nói đường đường ngươi thành công chống đỡ mười phút chúc mừng ngươi thu hoạch được cơ hội ở cạnh giang khải nửa ngày hãy nắm bắt thật tốt đường thái ngưng lập tức ngơ ngác nguyên tại chỗ nàng đã quên đây là buổi luận võ xe mắt của giang khải lúc này giang khải rất xấu hổ mình đã đồng ý việc luận võ xe mắt đã thua hiện tại đội ý cũng quá không giữ chữ tính Đường Thái Ngưng cũng hơi tiến lùi không xong, người ta luận võ xe mắt, hiện tại muốn rời đi thì Giang Khải sẽ rất mất mặt. Cứ vậy, hai người được Lưu Thái Phượng tự mình, hộ tống, lúc này đang, hẹn hò, ở giữa kính Nguyệt Hồ. Lão Đại, cố lên! Triệu Thiết Toàn đứng đằng xa hô lên với Giang Khải, còn siết chặt nắm đấm động viên Giang Khải. Giang Khải cũng giận đến đen mặt. Những người khác rời đi, chỉ còn lại Giang Khải và đường Thái Ngưng bầu không khí hơi có vẻ xấu hổ. Cái đó, ngươi thật sự không bị thương. Giang Khải hỏi. Cũng được, tiêu hao khá lớn nhưng người phục chế của ngươi còn có chu tước chiến giáp đã hóa giải phần lớn tổn thương. Đường Thái Ngưng cúi đầu nói. Có phải ngươi rất ngạc nhiên không, hư tượng phượng hoàng của ta là xảy ra chuyện gì? Đường Thái Ngưng nói xong, Giang Khải liên tục gật đầu. Là huyết mạch. Đường Thái Ngưng nói, ngươi cũng đã nghe nói về người thức tỉnh đi, Thật ra người thức tỉnh cũng chia thành rất nhiều loại, ta là một loại khá đặc thù, là người chờ thức tỉnh có được huyết mạch Phượng Hoàng. Người chờ thức tỉnh, Đường Thái Ngưng gật đầu, "Ừ, chính là chưa hoàn toàn thức tỉnh lực lượng huyết mạch." Giang Khải chợt hiểu ra gật đầu, nhưng nghĩ lại người chờ thức tỉnh cũng là chưa thức tỉnh, vậy Đường Thái Ngưng có thể đạt đến thực lực hiện tại cũng rất khó khăn. Đường Thái Ngưng nhận ra suy nghĩ của Giang Khải, nói tiếp, "Trong điều kiện đặc biệt người chờ thức tỉnh sẽ tiếp hoạt thiên phú thức tỉnh." Điều kiện đặc thù của ta là tử vong kích hoạt. Nhưng vì ta cũng chưa hoàn toàn thức tỉnh, không thể đảm bảo Thiên Phú thức tỉnh chắc chắn có hiệu lực, cộng thêm điều kiện kích hoạt của ta rất đặc thù, một khi không có hiệu lực, hậu quả ngươi cũng biết. Cho nên Chiến Thần Điện hạ tử lệnh cho ta, hiện tại ta chỉ có thể sử dụng ở Quỷ Tinh, dù sao tử vong ở chỗ này chỉ cần có huy chương trọng sinh thì vẫn có thể sống lại. Ở chiến trường thú thần, tất cả không được sử dụng niết bàn trọng sinh. Giang Khải nhẹ gật đầu tử vong tiếp hoạt, nếu không tiếp hoạt thiên phú vậy thật sự đã chết. Chẳng trách lúc trước hắn chưa từng thấy đường thái ngưng sử dụng niết bàn trọng sinh. Vậy ngoại trừ ngươi, hạng nhất trên bảng xếp hạng chiến thần hoa hạ, có phải cũng là người chờ thức tỉnh không? Giang Khải tò mò hỏi. Long tinh cũng thế, hơn nữa rất mạnh. Đường Thái Ngưng nói, nếu hắn sử dụng thiên phú thức tỉnh, ngươi chưa chắc có thể thắng hắn. Đáng tiếc, chúng ta đều chưa thức tỉnh thật sự. Giang Khải không khỏi than thở, câu nói kia của lão vệ thật sự đặt ở lúc nào cũng áp dụng được. Không kiêu ngạo, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, còn có, Giang Khải, ngươi phải nhớ kỹ tuy ngươi đánh chết người buông xuống, nhưng không phải ngươi có thể đánh bại cường giả cấp nhân thần. Đường Thái Ngân còn nói, thực lực người buông xuống cũng liên quan đến rất nhiều nhân tố, thực lực thần minh được triệu hoán, vật chứa bản thân và độ phù hợp thần minh, trận pháp mạnh yếu cũng có liên quan. Câu nói này của đường Thái Ngưng như đang nhắc nhở Giang Khải, không thể kiêu ngạo tự cao. Giang Khải mỉm cười, ta cũng không cảm thấy ta có thực lực đánh giết cường giả cấp nhân thần. Nhưng vẫn cảm ơn ngươi đã nhắc nhở. Tiếp theo Giang Khải nghĩ tới tử vong chi tháp, hắn hỏi, ngươi thể hiện ra thực lực người thức tỉnh mạnh như vậy, vậy vì sao lúc ở trong tử vong chi tháp những người thức tỉnh đó đều biểu hiện rất bình thường, còn có, ta ngẫu nhiên thấy người thức tỉnh chiến đấu, dường như bọn họ cũng không mạnh bằng sau khi ngươi thức tỉnh. Giang Khải nói là ở trong di tích thần tử vong, trong chiến trường tử vong, những người thức tỉnh đó tạo thành tiểu đội thăm dò, bọn họ cũng không biểu hiện ra thực lực khiến Giang Khải khiếp sợ. Đường Thái Ngưng nói, người thức tỉnh và người sống sót căn bản khác nhau, nằm ở chỗ người thức tỉnh sẽ thức tỉnh trí nhớ, kiếp trước, cường độ thân thể, cường độ lực lượng linh hồn, năng lực các phương diện hay trạng thái hiện tại của bọn họ, nhưng tốc độ phát triển của bọn họ sẽ rất nhanh, dù loại người chưa hoàn toàn thức tỉnh giống ta, trong lúc thay đổi một cách vô thức sẽ càng nhanh hơn người bình thường. Sau khi hoàn toàn thức tỉnh, tốc độ phát triển của bọn họ, người có thể hiểu thành, bật hách. Đột nhiên tăng mạnh, nhưng bọn họ vẫn cần thời gian rất dài. Hiện tại chúng ta biết thứ có thể tăng lực lượng linh hồn chỉ có tử vong chi tháp, cho dù là người thức tỉnh cũng bị áp chế ở nơi này. Trước khi chưa có những cách khác, lực lượng linh hồn của bọn họ cũng không phải đặc biệt mạnh. Giang Khải nhớ lại một chút, kiếm động cửu thiên của mình có thể thắng được phượng hoàng vu thiên của đường thái ngưng phần lớn nguyên nhân cũng vì lực lượng linh hồn của hắn mạnh hơn đường thái ngưng về phần trận chiến người thức tỉnh mà ngươi nói ngươi nói chắc là trận ở di tích thần tử vong đi giang khải hơi xấu hổ ngươi ngươi biết đường thái ngưng mỉm cười việc mà chiến thần điện không biết chỉ là số ít ngươi đánh giá thấp thực lực của đám người vũ hầu lúc ấy người thức tỉnh ba quốc gia tranh đoạt di tích di sản người thức tỉnh quốc gia khác không phát huy thực lực đám người vũ hầu cũng không dẫn đầu để lộ thực lực của mình. Ta nghe đám người vũ hầu miêu tả qua tình hình chiến trường tử vong, bọn họ cũng nhận ra tử vong trong chiến trường cũng không phải tử vong thật sự, thực lực càng mạnh sẽ gặp kẻ địch càng mạnh, khi đó bọn họ không tìm được cách phá giải ngay. Mấu chốt vượt qua chiến trường tử vong đã không phải thực lực cá nhân, người thức tỉnh các quốc gia khác lại không để lộ thực lực, tất nhiên đám người vũ hầu sẽ không vượt lên trước lộ ra. Vũ hầu là, Giang Khải hỏi tiểu đội trưởng lần thăm dò trước, người nổi bật trong số người thức tỉnh. Đường Thái Ngưng giải thích. Trong lòng Giang Khải không khỏi giật mình, hóa ra mình đã đánh giá thấp những người thức tỉnh đó. Ai, nhiều người thức tỉnh như vậy, Giang Khải lắc đầu, quá nhiều cao nhân. Xem ra ta vẫn cực kỳ cùi bắp. Đường Thái Ngưng nghiêng đầu, ánh mắt sáng ngời hơi hăng hái nhìn Giang Khải. Người đang nghiêm túc hay là giả vờ đây, ta nghiêm túc. Đường Thái Ngưng che miệng cười một tiếng, ngươi đừng khiêm nhường có thể lấy thân phận một người bình thường đi tới cấp độ hôm nay đây là chỗ khiến ta kính nể ngươi nhất ta đã xem trận chiến với người buông xuống nói thật ta thật sự không ngờ ngươi có thể thắng thật không thể tin nổi có thể nói ngoại trừ người thức tỉnh người sống sót và người buông xuống ngươi là hàng đầu hoa hạ giang khải lại lắc đầu huyết mạch cũng tốt thức tỉnh cũng được đều là một phần thực lực lúc giao thủ đối phương sẽ vì ngươi không phải người thức tỉnh mà nương tay sao không biết, cho nên, ta còn chưa đủ mạnh. Trong mắt đường Thái Ngưng hơi có vẻ ngạc nhiên, ngươi vẫn khiêm nhường như vậy, hay là vì đi cùng với ta mới cố ý khiêm nhường như vậy? Trước đó ta vẫn cảm thấy ngươi rất ngông cuồng ta cuồng. Ha ha, ngươi không thấy người phục chế của ta, nếu không phải ta đè ép hắn, hắn có thể lên trời, nghĩ đến câu, gian khải, ta hận ngươi, của người phục chế trước khi chết, đường Thái Ngưng phù một cái, không nhịn được cười ra tiếng người phục chế của ngươi thật thú vị. Nếu ta có kỹ năng như người phục chế này, chắc chắn có thể trở thành bạn thân với nàng. Giang Khải mỉm cười. Người nói vô tâm người nghe có ý, người phục chế của mình rất tốt, một người mục tiêu cuối cùng là chiến thắng mình, về phần một người khác phía trước cũng là doanh địa của cuồng nhiệt giả. Lưu Viễn Hương nói với Giang Vô Địch. Giang Vô Địch, Giang Khải đã có thể đánh bại người buông xuống, người phải nắm bắt thời gian. Tệ tâm lạnh lùng nói. Giang vô địch hừ lạnh một tiếng, chỉ là người buông xuống, có gì phải sợ, Lưu Viễn Hương, người nói đã liên hệ tốt với bên cuồng nhiệt giả, Lưu Viễn Hương gật đầu, thực lực mà Giang Khải thể hiện ra đã thu hút sự chú ý của cao tầng bọn họ, húng chi lần này Giang Khải tranh đoạt ba tòa thành thị của bọn họ, đây là việc không thể chấp nhận với cuồng nhiệt giả. Bọn họ sẽ giúp chuyện này, nhớ kỹ, kẻ địch của kẻ địch là bằng hữu, kẻ địch của Giang Khải đều có thể trở thành bằng hữu của chúng ta, Giang vô địch hừ lạnh một tiếng, tốt nhất bọn họ có thể trở thành minh hữu của ta, nếu không bọn họ sẽ phát hiện đối địch với ta còn khiến bọn họ đau khổ gấp một vạn lần lúc đối địch với Giang Khải. Trong mắt Lưu Viễn Hương lóe lên vẻ khác lạ, nhưng cũng không bình luận. Tóm lại, nhân lúc này Giang Khải đang khai thác quỷ tinh giúp Hoa Hạ, hiện tại là cơ hội tốt nhất để ngươi dung hợp hoàn chỉnh huyết mạch thao thiết. Chỉ cần giết Giang Khải, ngươi chính là Giang Khải. Giang vô địch hừ lạnh một tiếng có vẻ chẳng thèm quan tâm, nhưng bước chân vẫn không khỏi bước nhanh hơn tòa thành thị bị bỏ đi phía trước được hoa hạ đánh số là thành thị số 05. Diện tích của thành thị số 05 không lớn, vốn chỉ là một thành thị vùng núi tuyến 34, nhưng hiện tại xung quanh nó bị các thành thị đã thất thủ khác vây quanh từng tầng. Ở trong thành thị thất thủ này, dựa theo độ khó đi sang chia thành 5 cấp bậc. Nói chung, trên cơ bản thành thị thất thủ xung quanh thành thị tập trung đều là độ khó cấp dê cấp thấp nhất, những thành thị này cách thành thị tập trung rất gần, tuy có thú thần hoạt động nhưng thành thị tập trung phòng ngự nghiêm ngặt chiến thần điện thường xuyên đi săn, đẳng cấp, số lượng thú thần đều là thấp nhất. Thành thị số 05 là thành thị cấp ép độ khó đi săn cao nhất, rời xa thành thị tập trung, địa hình phức tạp, thú thần cường đại chiếm lĩnh, ít ai lui tới. Ba người Lưu Viễn Hương chỉ vừa đến gần thành thị số 05, đã thấy giữa hai ngọn núi nhỏ có mấy cái đuôi to lớn thoáng cái đã qua. Ngay sau đó, một hồ nước ở giữa dãy núi cách đó không xa có một bóng đen cực lớn lóe lên một cái rồi biến mất ở đáy hồ. Trong tòa kiến trúc mang tính biểu tượng nào đó xuất hiện một đôi mắt màu đỏ. Trên bầu trời có một đoàn vật thể như là mây đen chậm rãi di chuyển, một lần tình cờ có thể thấy mây đen lộ ra một cái móng vuốt sắc bén. Số lượng thú thần ở nơi này thật nhiều. Ngay cả Phệ Tâm cũng không nhịn được sợ hãi than thở nói, những thứ kia đều là thú thần đi, ít nhất đều là cấp bản đồ. Lưu Viễn Hương từ tốn nói, nơi này không có thú thần thấp hơn cấp bản đồ, không có thấp hơn cấp bản đồ đẳng cấp cao nhất hiện tại, chẳng lẽ không phải là cấp bản đồ sao? Giang vô địch nghiêm nghị đặt câu hỏi. Lưu Viễn Hương hừ lạnh một tiếng, nói chính xác là trong số thú thần thức tỉnh, đẳng cấp cao nhất hiện nay là cấp bản đồ, thức tỉnh. Giang vô địch hơi hiếp mắt lại. Lưu Viễn Hương chỉ thêm hai chữ này, nhưng ý nghĩa lại đã hoàn toàn khác biệt. Đi thôi, lần trước cuồng nhiệt giả cho ta tính vật thú thần đã sắp hết hiệu lực, nếu thật sự hết hiệu lực, đoán chừng chúng ta còn chưa gặp được cuồng nhiệt giả đã trở thành bữa ăn trong bụng bọn chúng đây cũng không phải lần đầu tiên lưu viễn hương tiếp xúc với cuồng nhiệt giả vì để bọn họ tiện qua lại cuồng nhiệt giả đã để lại một loại tính vật nào đó ở trên người hắn ta thú thần cũng không chủ động công kích ba người ba người tăng nhanh bước chân đi vào trong thành thị phía trước là một khu nhà ở do mấy căn nhà trệt thấp bé tạo thành mấy người mặt trường bào máu trắng đứng ở bên ngoài cửa ra vào bọn họ đứng xa xa nhìn ba người lưu viễn hương đến gần đang cảnh giác giám sát bọn họ sau khi ba người Lưu Viễn Hương đến gần, Lưu Viễn Hương lấy ra một phần thư tín ở trong túi, đưa tới. Làm phiền thông báo một tiếng, cứ nói, Phong, Cầu Kiến, đại quản gia. Người đối diện nhận lấy thư tín, đưa mắt ra hiệu đồng bạn tiếp tục trông coi ba người này, mình thì quay về thông báo. Không lâu sau, người kia đã quay lại, đi theo ta. Chẳng mấy chốc ba người Lưu Viễn Hương đã được đưa tới một căn nhà dân một mạc, nơi này không có một ai, người dẫn đường nói: các ngươi chờ ở đây một chút, đại quản gia sẽ đến ngay. Nói xong đã tự động rời đi. Trong phòng chỉ còn lại ba người Lưu Viễn Hương, Giang Vô Địch nhìn quanh căn phòng một vòng. Căn phòng rất nhỏ, trong phòng có rất nhiều đồ, tuy dọn dẹp rất sạch sẽ nhưng vẫn có vẻ chật chội. Lão đại cuồng nhiệt giả lại ở nơi thế này. Giang Vô Địch khinh thường nói. Đúng vào lúc này có người đi vào từ cửa. Căn phòng đủ ở là được, chúng ta là nô bộc của thú thần, nếu là nô bột thì sao có thể ham hưởng thụ. Ba người Lưu Viễn Hương vội vàng xoay người lại. Chỉ thấy một tên nam tử cao gầy khoảng 40 tuổi, trên người mặc trường bào màu trắng hơi ố vàng đi vào phòng. Nam nhân nhìn Lưu Viễn Hương một chút, sau cùng ánh mắt dừng lại trên người Giang Vô Địch, sắc mặt bình thản nói, còn có một điều mà ta phải sửa lại cho ngươi, ta không phải lão đại của cuồng nhiệt giả, giống với thần thị giả các ngươi, chúng ta tính ngưỡng thú thần khác biệt, phe phái cũng khác biệt chỉ có điều bây giờ vì đối phó kẻ địch chung nên tạm thời liên thủ mà thôi. Nói xong, nam nhân kia khẽ nhíu mày, còn nói thêm: "Đúng, câu nói này không nên nói với ngươi, ngươi cũng không phải thần thị giả, chỉ là một người phục chế được chế tạo ra, là cái bóng của Giang Khải mà thôi." "Ngươi nói cái gì?" Giang Vô Địch đặc biệt nhạy cảm với ba chữ người phục chế, lập tức nổi giận. Nam nhân thản nhiên nhìn Giang Vô Địch, trong mắt không hề có vẻ sợ hãi, khiêu khích nói: "Làm sao?" chẳng lẽ ta nói sai sao, hiện tại trong phòng chỉ có bốn người chúng ta, xung quanh cũng không có tung tích của thú thần đại nhân, nếu ngươi không phục thì hiện tại hoàn toàn có thể giết ta. Ngươi! Giang vô địch trợn mắt nhìn nam nhân, theo bản năng đã siết chặt nắm đấm. Thực lực của cuồng nhiệt giả cũng không mạnh đến mức nào, bọn họ dựa vào thú thần mới có thể đứng vững chân, cho dù nam nhân trước mắt là đại quản gia, đoán chừng đẳng cấp cũng chưa chắc cao hơn mình. Lấy thực lực hiện tại của hắn ta, hắn ta thật sự muốn giết nam nhân này có lẽ chỉ là chuyện trong chớp mắt, nhưng hơi do dự một chút, Giang Vô Địch vẫn kìm nén lửa giận. Ngươi nói đúng, ta từng là người phục chế của Giang Khải, nhưng chỉ cần ta giết hắn thì trên đời này chỉ có Giang Vô Địch ta, không có Giang Khải, càng không có người phục chế. Nam nhân hơi hăng hái nhìn Giang Vô Địch, khẽ gật đầu, coi như có thể giữ được bình tĩnh, nếu như một quả pháo trút nổ là xong, việc chúng ta tính toán tuyệt đối không thể nào. Lúc này, Lưu Viễn Hương mới đi đến trước mặt nam nhân, hơi không lưng, đại quản gia đã xem qua lá thư này rồi sao? Đại quản gia nhẹ gật đầu, sao? Đó ngẩng đầu nhìn về phía Lưu Viễn Hương, ngươi đưa ra ba yêu cầu, thứ nhất mượn dùng cửa đăng nhập của cuồng nhiệt giả chúng ta, thứ hai muốn người của chúng ta dung hợp 20 viên thú nguyên chi thạch thần thú sơ cấp, lại cung cấp cho người này hấp thu, ta có thể đồng ý hai điều kiện này của ngươi. Lưu Viễn Hương vội vàng gật đầu, vậy thứ ba thì sao, không được. Đại quản gia trả lời thẳng, không để lại chỗ thương lượng nào. Điều này đại quản gia đứng lên, nói, ta nói chuyện không thích quanh co lòng vòng. Điều kiện thứ nhất chỉ tiện tay mà thôi, điều kiện thứ hai chỉ là hiến tế 20 người, có thể tùy tiện bắt một vài người đến để bọn họ trở thành vật chứa. Nói xong, đại quản gia quay người nhìn về phía Lưu Viễn Hương, tuy ta có thể đồng ý hai điều kiện này của các ngươi nhưng ta không có khả năng không giữ lại chút nào mà bảo vệ các ngươi. Ngươi thờ phụng thần minh, còn chúng ta hầu hạ thú thần, chủ tử khác biệt, mục đích cuối cùng khác biệt việc hợp tác giữa chúng ta cũng chỉ là tạm thời, khi những người ngu muội đó chết sạch, vậy chúng ta sẽ trở thành kẻ địch, cho nên việc thứ ba kia, thật xin lỗi, chúng ta sẽ không ra tay. Đương nhiên, chúng ta giúp các ngươi, các ngươi chắc chắn phải dựa theo ước hẹn, hoàn thành lời hứa của các ngươi, đây cũng là lần đầu tiên Lưu Viễn Hương tiếp xúc với đại quản gia, câu trả lời của đối phương không có bất kỳ chỗ trống nào để bàn bạc, điều này cũng khiến Lưu Viễn Hương hơi không biết đáp lại ra sao. Đúng vào lúc này, Giang Vô Địch lại mở miệng nói, nếu ngươi bằng lòng giúp việc thứ ba, chúng ta có thể tăng giá, Đại quản gia nhíu mày nhìn về phía Giang Vô Địch, tăng giá? Tăng thế nào? Giang Vô Địch nở một nụ cười xảo quyệt, vốn dĩ kế hoạch của chúng ta là chỉ cần các ngươi giúp ba người chúng ta, thần thị giả sẽ giúp ngươi tìm kiếm càng nhiều thú nguyên chi thạch thần thú hơn, ngoài ra chúng ta sẽ dùng tính mạng của Giang Khải để đánh đổi, nhưng bây giờ chỉ cần ngươi bằng lòng giúp việc thứ ba, ta có thể đưa Giang Khải còn sống đến trước mặt ngươi, vẻ mặt đại quản gia ngây ngốc, còn sống? Nụ cười của Giang Vô Địch không thay đổi, đúng, còn sống, không phải. Các ngươi vẫn khát vọng triệu hồi ra thú thần cường đại sao? Chỉ đau đầu vì vật chứa không thể thừa nhận lực lượng cường đại của thú thần, từ đầu đến cuối vẫn chưa thành công. Người thứ tỉnh, người sống sót đều không thể trở thành vật chứa, nói vậy, e rằng trong toàn bộ hoa hạ không có ai thích hợp làm vật chứa của các ngươi hơn Giang Khải. Thử nghĩ xem, khi các ngươi triệu hoán ra thú thần cấp thần thú thực lực của cuồng nhiệt giả các ngươi sẽ tăng lên mấy cấp bậc. Lưu Viễn Hương căng thẳng nhìn hai người, điều gian vô địch vừa nói cũng không nằm trong kế hoạch của bọn họ. Nhưng nếu có thể đạt thành giao dịch, điều này cũng không có gì không ổn với bọn họ. Im lặng một lúc lâu, đại quản gia hít sâu một hơi, nhìn về phía gian vô địch, thành giao. Ba người Lưu Viễn Hương ở lại doanh địa của cuồng nhiệt giả. Sau khi quay về phòng, ba người lại gặp mặt. Giang vô địch, cũng may ngươi không ra tay với đại quản gia, nếu không ba người chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Lưu Viễn Hương trợn mắt nhìn Giang Vô Địch. Giang Vô Địch hừ lạnh một tiếng, một cuồng nhiệt giả mà thôi, hắn không phải người thức tỉnh, cũng không phải người sống sót, giết hắn, ta có tự tin có thể thoát thân, thoát thân. Lưu Viễn Hương cười lạnh một tiếng, chưa nói tới ngươi có thể thoát thân hay không, trước tiên phải nói đến chuyện ngươi có giết được đại quản gia hay không. Ai nói cho ngươi biết đại quản gia không phải người thức tỉnh, cũng không phải người sống sót hả giang vô địch ngạc nhiên cuồng nhiệt giả chủ yếu dựa vào trận pháp triệu hoán cường giả bọn họ đâu có cường giả ha ha lưu viễn hương dùng một loại ánh mắt khinh bỉ nhìn giang vô địch hắn là người sống sót lần này ngay cả phệ tâm cũng ngạc nhiên viễn hương ngươi xác định sao nghe nói người sống sót là siêu cấp cường giả từ thời đại trước thời đại hòa bình bọn họ ẩn cư nơi sơn giả không ai biết đến cho đến khi thời đại thú thần mở ra mới xuất hiện toàn bộ hoa hạ, số người sống sót không cao hơn 5 người. ba người ở chiến thần điện, hai người ở liên minh quỷ dị chúng ta. Lưu Viễn Hương mỉm cười, A à Lan, ngươi phải hiểu thời đại trước nhân loại đối mặt với hạo kiếp cũng chia năm xẻ bảy chỉ nói quỷ dị giả các ngươi, hiện tại trên cơ bản có thể xác định người muốn ký kết khế ước linh hồn với các ngươi cũng là cường giả thời đại trước, nhưng nhìn từ thủ đoạn của bọn họ thì trên tổng thể có thể xác định là người tu ma. Trong thời đại trước, có người tu thần có người tu ma, còn có người và liên minh thú thần, chiến thần điện và liên minh quỷ dị các ngươi đã có thể có người may mắn còn sống sót. Vậy vì sao bên cuồng nhiệt giả lại không thể có người may mắn còn sống sót chứ? Hơn nữa, ta cho thể nói cho các ngươi biết số lượng người sống sót trong cuồng nhiệt giả hoàn toàn là nhiều nhất, có người hỗ trợ, tỷ lệ sống sót sẽ lớn hơn tự chống đỡ rất nhiều. Lời nói này lập tức khiến vệ tâm và gian vô địch ngây ngẩn cả. Người Hoặc nhìn đại quản gia chỉ khoảng 40 tuổi, lại là một người sống sót, về thực lực người sống sót, hiện tại rất nhiều người cho rằng sâu không lường được, thế lực khắp nơi tạo thành thế chân phát không thể tách rời việc các bên đều có người sống sót. Nói một cách khác, tuy số lượng người sống sót của các phe đều chỉ có mấy người, lại đủ để quyết định tình hình hoa hạ, thậm chí là thế giới, có thể nghĩ, nếu vừa rồi Giang vô địch thật sự ra tay với đại quản gia sẽ có hậu quả thế nào? Ngươi, vì sao hiện tại mới nói cho ta biết? Giang vô địch giận dữ nhìn về phía Lưu Viễn Hương. Lưu Viễn Hương mỉm cười, nói, hắn đang thử thăm dò ngươi, ta cũng đang thử thăm dò ngươi, chỉ đơn giản như vậy. Tuy đáp án này lạnh lùng nhưng lại hợp tình hợp lý, giữa Lưu Viễn Hương và Giang Vô Địch cũng là mối quan hệ lợi dụng lẫn nhau. Buổi tối, một mình Lưu Viễn Hương đi dạo quanh doanh địa. Phía chân trời thỉnh thoảng truyền đến tiếng kêu trầm thấp như cá voi, không biết là thú thần nào phát ra. Căn nhà trệt thấp bé ẩn trong màn đêm như thôn xóm yên tĩnh, nơi này không có thú thần, không có chiến đấu, không có tường vây cao cao. A Lan, nếu nơi này không phải doanh địa cuồng nhiệt giả đây không phải là cuộc sống mà chúng ta tha thiết ước mơ sao cuồng nhiệt giả chiếm cứ hơn phân nửa giang sơn chiến thần điện có thành thị tập trung quỷ dị giả mọi việc đều thuận lợi vừa chính vừa tà nhưng cũng có đất dung thân của mình chỉ có một thần thị giả như hắn ta là không có chỗ dung thân ổn định hôm nay giải thích về người sống sót với gian vô địch sau lưng ba nhóm lực lượng này đều có người sống sót làm chỗ dựa chỉ có thần thị giả như hắn ta là không có khả năng có người sống sót đứng về phía hắn ta thế lực do thần thị giả phát triển ra cũng như huyền vũ công hội hoặc là tứ thần gia tộc đảo quốc lịch sử lâu đời cũng tốt thế lực to lớn cũng được đối mặt với người sống sót đều không đáng nhắc tới xét đến cùng vẫn là không vốn không nguồn chỉ có thể che giấu tung tích âm thầm làm việc lưu viễn hương lấy ra một bức thư cẩn thận mở ra đây là tùy tùng thần chi thư ở trong tay hắn ta lúc lưu viễn hương nhẹ lướt tay qua phía trên chợt lóe lên một dòng chữ màu vàng lưu viễn hương đã sớm nhớ kỹ dòng chữ này ở trong lòng cả tộc ngươi là tùy tùng của ta thay mặt ta giám sát thiên địa vạn vật ngày ta trở về cũng là lúc tộc ngươi được giải thoát lưu viễn hương hơi nhắm mắt lại tay trái không tự chủ được siết chặt thành nắm đấm vì sao chủ nhân rõ ràng ngài mới là chúa tể của thiên địa là tùy tùng của ngài mà ta lại phải liên tục gặp khó khăn tham sống sợ chết như thế chủ nhân lúc nào ngài mới có thể quay lại thế gian lúc nào ta mới có thể giải thoát đúng vào lúc này sau lưng vang lên tiếng bước chân lưu viễn hương vội vàng thu hồi tùy tùng thần chi thư viễn hương ngươi ở đây một giọng nói dịu dàng vang lên lưu viễn hương nhìn người tới lại là phệ tâm lòng cảnh giác cũng bình tĩnh lại a lan ta đi ra ngoài hít thở không khí phệ tâm ngồi bên cạnh lưu viễn hương rất tự nhiên dựa đầu vào vai lưu viễn hương hít sâu một hơi say mê nói cảnh đêm nơi này thật đẹp ngay cả không khí cũng tự do tươi mát Hai người hưởng thụ sự thoải mái ngắn mũi, vệ tâm ngẩn đầu nhìn về phía Lưu Viễn Hương. Viễn Hương, ngươi đã đặt tất cả tiền đặt cược cho giang vô địch, có phải là quá mạo hiểm không? Ta cảm thấy, ta vẫn nên nghĩ cách đột phá, nếu không tiểu tử kia dở trò gì đó, thật sự đáng sợ. Lưu Viễn Hương vội nói, không được, nếu ngươi lại đột phá, sẽ có sự mạo hiểm quá lớn nhập ma, không phải có tùy tùng thần chi thư có thể áp chế sao, có thể, nhưng nhưng ta chỉ có một tờ tùy tùng thần chi thư ta vẫn lo lắng không an toàn vệ tâm vui vẻ nhìn lưu viễn hương ta thích dáng vẻ ngươi lo lắng cho ta ít nhất lúc này ngươi sẽ khiến ta cảm thấy ngươi là chân thật a à lan thật xin lỗi để ngươi đi theo ta chịu khổ nếu không phải gian khải ta cũng không bại lộ sớm như vậy vệ tâm lắc đầu ta không quan tâm chỉ cần ở bên cạnh ngươi thì tất cả đều đáng giá trong lòng ngươi hiểu rõ việc đột phát Kế hoạch trước đó của chúng ta cũng là để ta đột phá quỷ dị bát giai, chỉ vì đột ngột xuất hiện một gian vô địch nên ngươi mới thay đổi dự tính ban đầu. Nhưng gian vô địch rất khó khống chế, giả tâm của hắn quá lớn, hiện tại hắn còn chưa đủ mạnh nên mới đi cùng chúng ta, một khi chờ cánh của hắn cứng cáp, thậm chí ta có thể tưởng tượng ra hắn sẽ dùng thủ đoạn tàn nhẫn nhất đối phó ngươi, Lưu Viễn Hương hừ lạnh một tiếng, nói thật. Có đôi khi ta nghĩ vì sao người phục chế của Giang Khải lại khác Giang Khải nhiều như vậy, về tâm nhìn chằm chầm Lưu Viễn Hương, rất hiển nhiên lưu viễn hương cũng nghĩ đến những thứ này để ta đột phá đi ta không cho phép bất kỳ ai tổn thương ngươi lưu viễn hương cắn chặt hàm răng nói trước tiên đừng nghĩ những thứ này đừng quên ta còn có một đồng bạn chúng ta cùng là tùy tùng của thần minh vận mệnh của chúng ta là một thể có thể tin tưởng hắn vệ tâm chỉ có thể thở dài nói được nhưng nếu có bất kỳ chuyện ngoài ý muốn gì viễn hương ta muốn ngươi nhớ kỹ một điều ta có thể chết vì người trong cổ lưu viễn hương nghẹn cứng Cực đầu thật mạnh, ôm phệ tâm vào trong lòng. Cuối cùng Hà Thi Thi đã quay về, nàng vừa về đã khiếp sợ nhìn hợp đồng do vạn hoa đưa tới. 85% Hà Thi Thi ngẩng đầu, không thể tưởng tượng nổi nhìn Giang Khải. Người bàn bạc thế nào, ê, Giang Khải ấp úng nói, không có gì, bọn họ rất dễ nói chuyện. Triệu Thiết Toàn lập tức nói, Khải đội đã hy sinh nhan sắc, dì nhỏ của ta mới đồng ý cho 85%. Hy sinh nhan sắc? chẳng lẽ gì nhỏ của ngươi và giang khải hà thi thi càng sợ hãi hơn không phải triệu thiết toàn vội vàng giải thích kể lại chuyện đã xảy ra cho hà thi thi sau cùng triệu thiết toàn vẫn không quên bổ sung một câu trụ sở vạn hoa công hội bị phá hủy đến hoàn toàn thay đổi nhưng đừng nói chuyện này vội trong khoảng thời gian này vạn hoa tuyển nhận rất nhiều người mới rất nhiều người mới đặc biệt là nữ hài đều tưởng quan hệ của vạn hoa và lão đại chúng ta không tầm thường ngưỡng mộ danh tiếng mà đến Hà Thi Thi nghe xong, buồn cười nói, hóa ra là vậy, quá tốt rồi, lấy được ưu đãi 85%, lần này thương phẩm của chúng ta càng có sức cạnh tranh hơn. Đúng rồi, hội trưởng, chúng ta vẫn còn hợp đồng với mấy công hội trả ma, thiên kiếm, thanh long, ngươi cũng đi đàm phán chút đi. Hiếp. Giang Khải trợn to mắt, không phải, dù sao ta cũng là hội trưởng, có thể cân nhắc đến cảm nhận của ta không, nếu để tư dư biết ta đi luận võ xe mắt khắp nơi, vậy hai ta thật sự thất bại. Hà Thi Thi thấy Giang Khải phản đối, chỉ có thể nói, vậy được rồi. Nhưng chủ thần chúng ta cũng phải tuyển nhận rất nhiều người mới, hội trưởng, trong khoảng thời gian này ngươi đi dạo ở trong công hội nhiều chút, đến phân bộ các nơi xem một chúng, đừng để người khác nói ngươi chỉ treo cái tên chủ thần chúng ta. Giang Khải bất đắc dĩ gật đầu, được. Đúng rồi, đám người lão hồ đâu, sao gần đây không thấy bọn họ, bọn họ. Triệu thiết toàn tranh cướp trả lời, đương nhiên là đi thăng cấp không phải lão hồ nguyễn quỷ âu dương vừa lấy được tài liệu siêu phàm bát giai sao nhưng hiện tại bọn họ vẫn là siêu phàm lục giai nên cần một khoảng thời gian điên cùng thăng cấp bọn họ tổ đội với trụ tử noãn noãn và vong trần cũng là tiểu đội hỏa thần nghe nói hiệu suất khá khả quan giang khải nghe xong trợn to mắt đám người này lại tự chạy đi thăng cấp dù sao hắn cũng là đội trưởng hỏa thần kết quả hiện tại trong tiểu đội hỏa thần không có hắn ai thì ra ta mới là người dư thừa giang khải thở dài một hơi lão triệu đi đi dạo phân bộ các nơi với ta một chút không đi triệu thiết toàn trực tiếp từ chối lời mời của giang khải tháng sau ta và xuân lan sẽ kết hôn trong khoảng thời gian này phải chuẩn bị một chút kết hôn ừ chúng ta đã ở bên nhau nhiều năm cuối cùng đã có thể lấy xuân lan về nhà triệu thiết toàn vẻ mặt ước ao nói lão đại đến lúc đó ngươi rảnh rỗi không có việc gì chỉ cần bỏ chút tiền là được, ta suy nghĩ một chút, nếu nói có thể kiếm lời từ người nào, hy vọng lớn nhất là ngươi, Giang Khải trợn mắt lườm triệu thiết toàn, con hàng này có ý dở cực Giang Khải còn lâu mới kết hôn, làm không tốt còn tay không kiếm lời một khoản. Ta kết hôn 10 lần. Giang Khải hung dữ ném lại một câu này, chạy ra ngoài. Hảo hữu ngày thường đều không ở đây, hiện tại chỉ có một mình Giang Khải đi tuần tra các nơi rất nhàm chán. Đột nhiên, Giang Khải nghĩ đến hai người. Đúng rồi, chắc chắn Nosora còn ở đây. Đến khu 18 trước, di dân ở thời đại thú thần rất hiếm thấy, Chiba Nosora và Chiba Orihim lại là một trong số đó. Đến khu 18, quả nhiên hai cha con Nosora đang ở trong công hội. Bây giờ, người phụ trách khu 18 là Hạ Hoa, cũng là một nguyên lão trong chủ thần, vẫn luôn quan tâm đến hai cha con Chiba Nosora. Bản thân Chiba Nosora có thực lực rất mạnh, kiếm khách siêu phàm lục giai ngày thường cũng thường xuyên dẫn người mới đi luyện cấp, trải qua một khoảng thời gian tích lũy hắn ta đã có danh vọng rất cao ở khu 18. Chi ba Orihim cũng càng ngày càng đẹp, cộng thêm lại là chức nghiệp âm dương sư gần với hoa hạ nhất, cũng sắp trở thành người nổi tiếng ở khu 18. Nghe nói, có vô số người theo đuổi ở các công hội lớn. Thấy bằng hữu của mình không chỉ quen thuộc với cuộc sống nơi đây, hơn nữa còn sinh sống rất thoải mái, Giang Khải cũng thấy vui thay cho cha con bọn họ. Cha con Chi Ba Nosora gặp lại Giang Khải càng kích động hơn. "Giang Khải, ta đã thấy hành động vĩ đại lấy lại đất đã mất của ngươi, quá phấn chấn lòng người." Giang Khải mỉm cười, "Đó là kết quả mọi người cùng nhau cố gắng, hơn nữa ta tin tưởng hành động lần này chỉ là bắt đầu, sau này chúng ta sẽ đòi lại càng nhiều lãnh thổ hơn." Chi Ba Orihim dùng hai tay đưa trà nóng cho Giang Khải, cúi đầu dịu dàng nói, "Giang Khải ca, uống trà." Giang Khải nhìn về phía Chi Ba Orihim, Sao nha đầu này còn xấu hổ hơn trước đó? Chẳng lẽ không phải nên càng ngày càng quen thuộc sao, sao lại xa lạ hơn? Có lẽ đã rất lâu không gặp. Orihim, hiện tại cấp bao nhiêu rồi? Giang Khải hỏi. Đã đột phát siêu phàm ngũ giai. Orihim cúi đầu xấu hổ nói, bên đảo quốc vẫn hết lòng tuân thủ hứa hẹn, chỉ cần chúng ta đạt tới điều kiện đột phá thì có thể đế khu giao giới mua sắm tài liệu, nhưng cần phải ăn tài liệu trong sự giám sát của bọn họ cũng chính là phải đột phá ở nơi đó. Siêu phàm ngũ dai Vậy, vậy chức nghiệp hiện tại của ngươi là thông linh sư. Có thể thúc đẩy vong linh, kết nối với vong linh, sức chiến đấu còn kém chức nghiệp kiếm khách của phụ thân, võ đồ và binh lính của hoa hạ xa tích tắc. nhưng việc tu luyện lực lượng linh hồn lại có một vài ưu thế. Giang Khải trợn to mắt, phải biết rằng lực lượng linh hồn là loại công kích cường đại nhất hiện nay, không biết bao nhiêu cường giả đỉnh cấp muốn thiên phú của Orihim mà không được chức nghiệp này của ngươi khá mạnh." Giang Khải không khỏi than thở, tiếp theo giới thiệu sơ qua một số lực lượng linh hồn cũng công kích nguyên thần. Chiba ra nghe xong còn hưng phấn hơn cả Chiba Orihim, ta đã sớm nói Orihim rất có thiên phú. Mặc dù bây giờ còn chưa mang ra hiện thực, nhưng sau này ngươi chắc chắn không kém hơn kiếm khách như ta. Đúng rồi, Giang Khải, ngươi có thể dạy công kích nguyên thần cho Orihim không? Thật ra ngộ tính của nàng cũng rất cao. Giang Khải nhíu mày, nhẹ gật đầu, lực lượng linh hồn cường đại hơn, một cái là tinh thần lực nhận được sự tăng cường, một cái khác là lĩnh ngộ công kích nguyên thần, chắc cũng có chút ưu thế. Vậy đi, dù sao hai người các ngươi cũng không có việc gì, gần đây cùng ta đi tuần tra phân hội chủ thần đi, hà thi thi để ta đi tuần tra các phân hội lớn, quảng cáo cho chủ thần một chút. Chúng ta chưa bao giờ đến khu vực không biết, vừa hay thuận tiện giết giả thú, trong thực chiến có thể lĩnh ngộ công kích nguyên thần tốt hơn. Sau khi kết thúc tuần tra, ta sẽ đi tham gia săn giết thủ vệ chi chủ vừa hay các ngươi cũng có thể quan chiến nói đến đây chiba orihim căng thẳng nhìn về phía phụ thân chiba nosora suy nghĩ một lúc lâu cuối cùng thở dài một hơi ai giang khải tỏ ra vô cùng nghi ngờ nosora huynh ngươi sao thế vì sao thở dài gặp phải rắc rối gì sao chiba nosora ý tứ sâu xa nói hoa hạ các ngươi có câu châm ngôn con gái lớn không giữ được không có gì ta sẽ không đi theo ngươi bên hạ hội trưởng còn mong ta dẫn dắt nhiều người mới hơn, đoán chừng không phân thân, ngươi dẫn Orihim đi thôi. Nói xong, Chiba Nosora cũng đứng lên, lúc quay người chuẩn bị rời đi đột nhiên quay lại nhìn chầm chầm Giang Khải, hung ác nói, ngươi thành thật chút cho ta, nếu không dù ngươi là bằng hữu của Chiba Nosora ta, ta cũng không buông tha cho ngươi, sau khi Chiba Nosora rời đi, Giang Khải vẫn có vẻ mơ hồ. Hắn khó hiểu nhìn về phía Chiba Nosora, ngươi, phụ thân ngươi sao thế, Chi ba Orihim vội vàng cúi đầu xuống, giọng như tơ mỏng, nói: "Có thể, có thể đã giao phó thứ gì đó quan trọng cho Giang Khải ca đi, ta, ta cũng không biết." Kế hoạch đi săn của Hoa Hạ chỉ còn lại khoảng 20 ngày, Giang Khải không thể trì hoãn ở khu 18 nữa, cùng ngày đã dẫn Chi ba Orihim tiến về khu 19. Dựa theo tuyến đường mà Giang Khải quy hoạch, bọn họ cần đi vòng qua khu vực không biết, thuận tiện chỉ dẫn Chi ba Orihim một chút. Trên đường đi, giang khải có sự hiểu biết càng sâu sắc hơn với chức nghiệp thông linh sư này chức nghiệp thông linh sư và vô thường của đao phủ đều có thể khống chế một vài linh hồn nhưng cả hai lại có sự khác biệt vô thường càng giống nô dịch vong hồn chỉ cần là vong hồn đều bị vô thường áp chế thông linh sư chỉ có thể thành lập liên hệ với vong hồn đặc biệt hơn nữa thông linh sư không có cách nào cưỡng chế để vong hồn thần phục cho nên ý của ngươi là ngươi còn chưa tìm được vong hồn liên quan với ngươi Giang Khải vừa nói vừa dẫn Chi Ba Orihim đi xuyên qua rừng rậm. Tiểu hỗn cầu đi phía trước mở đường, hắn không cần lo lắng gặp phải giả thú gì. Chi Ba Orihim nhẹ gật đầu, ừ, trong thiên phú chức nghiệp của ta có nhắc đến, ta có thể kết nối với phần lớn vong hồn nhưng lại không cách nào ra lệnh bọn họ tác chiến vì ta, trừ khi tìm ra vong hồn có sự liên hệ cường đại nào đó với ta, mới có thể trở thành thị hồn của ta thế nhưng ta cũng không biết rốt cuộc là vong hồn gì có thể sinh ra sự liên hệ cường đại với ta. Giang Khải suy nghĩ, nói, nếu là sự liên hệ cường đại, vậy chắc các ngươi có thể cảm giác được đối phương, Orihim, ngươi đừng vội vàng, ta tin tưởng ngươi sẽ tìm được thị hồn của mình. Đúng rồi, phụ thân ngươi nói lực lượng linh hồn của ngươi cường đại hơn người bình thường, ngươi biết tại sao không, Chiba Orihim suy nghĩ, nói, ta cũng từng nghĩ đến vấn đề này, Nghĩ đến nghĩ lui ta cảm thấy có thể do chức nghiệp của ta là một loại chức nghiệp có thể kết nối với minh giới, nói cách khác năng lực cảm ngộ sinh và tử mạnh hơn người khác. Giang Khải suy nghĩ thêm chút nữa. Mấu chốt của công kích nguyên thần là, lĩnh ngộ, sinh tử, bản thân hắn tốn mười mấy vạn lần tử vong mới có thể học xong công kích nguyên thần. Sau đó càng tốn thời gian nửa năm chiến đấu ở chiến trường thú thần, càng trải nghiệm tử vong rõ rệt hơn, lúc này mới hoàn toàn nắm giữ công kích nguyên thần. Thiên phú của Thông Linh sư thật sự khiến người ta hâm mộ. Giang Khải ca, ngươi đang suy nghĩ điều gì? Giang Khải tỉnh táo lại, mỉm cười với Chi Ba Orihim, "Không có gì, thiên phú của ngươi là thứ mà bao nhiêu cường giả hâm mộ lại không có được, dù không có thị hồn cũng không sao, chỉ cần học được công kích nguyên thần, phối hợp một chút kỹ năng thông dụng cũng có thể tạo ra sự tổn thương không tầm thường." Ta vừa tới Quỷ Tinh không bao lâu, phụ thân đã cho ta một bản kiếm pháp, đẳng cấp rất cao nhưng ta không thuộc nhiều lắm. Chi ba Orihim cúi đầu, xấu hổ nói. Không có việc gì, có công kích nguyên thần thì không sợ. Đi, ta dẫn ngươi đi tìm mấy con giả thú, chúng ta thử nghiệm. Dọc theo con đường này, Giang Khải dẫn theo Chi Ba Orihim thỉnh thoảng tìm một số giả thú, tiến hành dạy học thực chiến. Giang Khải có thể nắm giữ công kích nguyên thần, có thể nói là đi theo con đường giản dị nhất, hoàn toàn thông qua cảm ngộ thực chiến để tích lũy, cũng vì nguyên nhân như thế nên hắn lĩnh ngộ công kích nguyên thần càng thấu đáo hơn những người khác có lão sư như giang khải cộng thêm năng lực lĩnh ngộ của chiba orihim với cảm giác tử vong thật sự kinh người trải qua hơn 10 ngày dạy học trong một lúc vô tình chiba orihim lại đánh ra một lần công kích nguyên thần lồng ngực cứng rắn của con xích nham cự viên trước mặt lại bị một kiếm của chiba orihim quét ra một vệt máu theo lý thuyết dựa theo công kích vũ khí của chiba orihim thì nàng không thể phá phòng ngự của xích nham cự viên Chiba Orihim càng không biết công kích chân khí, cách giải thích duy nhất là một kiếm vừa rồi ẩn chứa công kích nguyên thần, đệt mợ hơn 10 ngày đã dùng ra công kích nguyên thần. Giang Khải trợn to mắt, so sánh ra hắn tốn thời gian hơn một năm, có lẽ đây là sự chênh lệch do thiên phú chức nghiệp mang đến đi. Đây chính là công kích nguyên thần. Chiba Orihim còn đứng ngơ ngác ở nơi đó. Giang Khải ca. Giang Khải ca, ta dùng ra công kích nguyên thần. Khi Ba Orihim vui vẻ như hài tử, kích động quay người ôm lấy Giang Khải. Giang Khải cũng cảm thấy vui thay cho Chiba Orihim. Nhưng trong nháy mắt thân thể hai người tiếp xúc thân mật, hai người đều hơn ngạc nhiên. Lúc này khuôn mặt cực đẹp của Chiba Orihim cách Giang Khải chỉ 10 cm, Giang Khải có thể cảm giác được hơi thở thơm ngọt của Chiba Orihim, mùi hương thơm ngát nhạt, nhạt trên người tràn vào trong mũi. Vẻ vui sướng trong đôi mắt tràn ngập linh khí của Orihim dần nhạt đi ngược lại dần trở nên hơi mê ly. Bờ môi hồng của nàng khẽ mở, hô hấp hơi gấp gáp chi ba Orihim luôn rất đẹp, nhưng trong khoảng cách gần này Giang Khải mới phát hiện chi ba Orihim đẹp đến mức thật sự không chút tì vết. Lần này, chi ba Orihim không né tránh đôi mắt của Giang Khải, giọng nói của nàng cũng mềm nhũn như thân thể của nàng. Giang Khải ca, thật ra, người mà ta luôn thích là ngươi, trước đó ta không dám nghĩ đến nhưng ta biết việc của ngươi và Tư dư tỷ tỷ, nàng đã rời đi. Ta có thể làm bạn gái của ngươi không? Nói xong, bờ môi hồng của Chiba Orihim lại nhíp đến gần một chút. Trong đầu Giang Khải vang lên ong ong, tuy ý thức của hắn nói cho hắn biết phải tránh ra, nhưng thân thể lại cứng đờ ở đó như kèm theo mấy vạn lần trọng lực, muốn động đậy cũng không được. Ngay lúc đôi môi thơm ngọt của Chiba Orihim sắp đè xuống, ánh mắt Giang Khải nhìn thoáng qua đột nhiên thấy được một bóng đen đang lao như bay về phía này, tiểu hỗn cầu, con hàng này nổi tiếng là lắm mồm có thể chắc chắn nếu nó thấy được, chắc chắn sẽ biểu diễn sinh động tất cả hình ảnh đã thấy cho mọi người. Giang Khải lập tức tê cả da đầu, một tay kéo chi ba Orihim ra sau lưng, giận quát một tiếng, kiếm động cửu thiên. Một kiếm này trực tiếp chém con xích nham cự viên trước đó thành hai nửa, thậm chí sau khi kiếm khí đánh xuyên qua lại quét sạch mảnh rừng rậm trước mắt tiểu hỗn cầu cũng bị dọa gần chết, vội vàng nhảy lên vai Giang Khải, chưa tỉnh hồn nhìn sát cự viên. Giang Khải lau mồ hôi, thở phào nhẹ nhõm một hơi, nói, nguy hiểm thật, suýt bị tên này đánh lén orihim nhớ lấy trước khi xác định đối thủ tử vong quyết không thể để lộ sau lưng ở trước mặt đối phương khuôn mặt chi ba orihim ửng hồng vừa rồi mình vẫn không thể khống chế tình cảm của mình cũng may giang khải ca phát hiện cự viên chưa chết nếu không quá nguy hiểm giang khải càng thở dài một hơi cũng may tiểu hỗn cầu không thấy được hiện tại không sao còn một khu cuối cùng sau khi đến đó chúng ta sẽ về hoa hạ thành giang khải cũng không dám nhìn vào mắt chi ba orihim dẫn theo Orihim và tiểu hỗn cầu đi đến khu 4. Vài ngày sau, cuối cùng Giang Khải đã hoàn thành nhiệm vụ xuất hiện ở các phân bộ lớn của chủ thần. Bây giờ Giang Khải đã có danh tiếng rất cao ở toàn bộ Hoa Hạ, lần tuần tra này cũng gây ra sự chấn động không nhỏ ở những nơi đi qua. Đặc biệt là hoàn thành hành động vĩ đại lấy lại đất đã mất, rất nhiều người nghe danh mà đến, nhau nhau xin gia nhập chủ thần công hội nhưng Giang Khải không có thời gian quản lý việc nhận người này, sau khi đi một vòng quảng cáo, Giang Khải đã dẫn Chi Ba Orihim và Tiểu Hỗn Cầu quay về Hoa Hạ Thành. Lúc này, công tác chuẩn bị săn giết thủ vệ chi chủ của Hoa Hạ đã hoàn thành, mấy ngàn tên chiến thần đã chờ xuất phát, chuẩn bị tiến về khu 2. Đồng thời, tất cả phân khu trong cảnh nội Hoa Hạ đều tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu, chuẩn bị đối phó công kích giai đoạn thứ 5 của thủ vệ chi chủ. Lần nhiệm vụ săn giết này, người phụ trách bên quân đội là tiểu đội Bạch Hổ Lạc Văn, sau khi hắn ta thấy Giang Khải đến cũng bước nhanh tới khải chỉ chờ ngươi đổng soái nói giao quyền chỉ huy lần hành động này cho ngươi giang khải cảm thấy bất ngờ đổng soái để ta chỉ huy nhưng ta còn chưa có kinh nghiệm săn giấc thủ vệ chi chủ lạc văn mỉm cười nói tuy thủ vệ chi chủ cường đại như ngươi cũng không cần khiêm tốn ngươi đã từng chỉ huy mấy trăm vạn người ngươi còn không chỉ huy được mấy ngàn người này ngươi nhìn trong này đi có phải còn có người mà ngươi quen biết không Giang Khải nhìn về phía đội ngũ chiến thần sau lưng, quả nhiên có một vài người trông rất quen mặt. Khải Hoàng, còn nhớ ta không? Tiểu đội Bạch Trạch tổ thập nhị thánh thú, lần trước cùng ngươi đi lấy lại đất đã mất, ha ha, Giang Khải. Không ngờ lần này lại có thể cùng hành động với ngươi, đã có người đến chào hỏi Giang Khải. Tuy Giang Khải không nhớ được tất cả mọi người nhưng thấy những đồng bạn đã từng cùng nhau vào sinh ra tử này, sự lo lắng trong lòng hắn cũng biến mất. Được ta chỉ huy. Lần này chúng ta phải dùng tốc độ nhanh nhất đánh giết thủ vệ chi chủ, để nó cũng không dùng được giai đoạn thứ năm. Giang Khải nghiêm nghị nói, đội ngũ chiến thần trùng điệp rời khỏi hoa hạ thành. Vì lần đi săn này có ý nghĩa không tầm thường, nếu đám người Giang Khải thật sự có thể đánh giết thủ vệ chi chủ trước khi nó mở ra giai đoạn thứ năm, vậy tốc độ khai thác quỷ tinh của hoa hạ sẽ có một bước nhảy vọt to lớn, dù sao, với Giang Khải thì hiện tại bót vương cấp, bót bản đồ, thậm chí bót siêu cấp bản đồ đã không có bất kỳ độ khó gì, chỉ cần hắn muốn giết căn bản không tốn thời gian bao lâu. Thứ kiềm chân hoa hạ cũng là cửa ải khó khăn cuối cùng thủ vệ chi chủ này, vì thế, nhân viên bộ phận số liệu đi theo đội nhiều gấp đôi trước kia, trên đường đi, Giang Khải nghiêm túc tìm hiểu sự phân công đội ngũ, đặc điểm và quá trình đi săn thủ vệ chi chủ trước đó từ chỗ Lạc Văn. Giang Khải, thủ vệ chi chủ chỉ có một tầng phòng ngự đặc thù, chúng ta gọi là cực hạn phòng ngự, trước đó chúng ta từng thử nhiều loại thủ đoạn công kích, công kích đặc thù, công kích chân khí, thậm chí công kích nguyên thần. Lạc Văn vừa đi vừa nói, nhưng đều không thể nhanh chóng phá vỡ cực hạn phòng ngự. Giang Khải nhíu mày, hắn chưa từng tham gia đi săn thủ vệ chi chủ chính diện, tất nhiên cũng không hiểu rõ chuyện cực hạn phòng ngự này. Ngay cả bót cấp địa hoàng cũng chưa có cực hạn phòng ngự, hơn nữa nhắc đến cũng kỳ quái, từ sau khi bót siêu cấp bản đồ xuất hiện, Giang Khải từng đi săn giết bót cấp địa hoàng, thậm chí còn gặp được sinh vật cường đại không biết trên tầng mây. Lúc đó, hình như bót cấp địa hoàng rất coi thường thủ vệ chi chủ, nhưng điều kỳ quái là thực lực của bót cấp địa hoàng đã mạnh hơn thủ vệ chi chủ, vì sao nó chưa phải thủ vệ chi chủ chứ, luôn cảm giác thủ vệ chi chủ có một loại địa vị đặc thù, loại địa vị này không liên quan đến thực lực. Ngay cả công kích nguyên thần cũng không thể trực tiếp phá hủy cực hạn phòng ngự. Giang Khải nhíu mày hỏi. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.